Lúc bấy giờ Anan và cả đại chúng được sự khai thị nhiệm màu của Đức Phật, khiến thân tâm vắng lặng, chẳng còn ngơ ngại. Trong đại chúng, mọi người đều tự nhận ra tâm mình trùm khắp mười phương, thấy mười phương hư không như xem một lá cây hay đồ vật trong bàn tay. Giảng. Lúc bấy giờ, sau khi giảng giải về bảy đại, Anan và cả đại chúng, các vị đại A-la-hán, các bậc vô lậu trong chúng, các vị đại tỷ khưu tăng và vô số người khác được sự khai thị nhiệm màu của Đức Phật. Lời dạy vi diệu, giáo lý bất khả tư nghị này, giáo pháp này là lời khai thị cho đại chúng. Những thành viên trong tăng chúng đã thấm nhuần được lời khai thị vi diệu nhiệm màu của Như Lai, khiến thân tâm vắng lặng, chẳng còn ngăn ngại. Vắng lặng cơ bản có nghĩa là chẳng có chuyện gì cả, mọi sự đều rõ ràng, bụi bặm đã được rửa sạch bằng nước. Những gì còn lại bây giờ là ánh sáng của Phật tánh. Đây là cảnh giới hoàn toàn thanh thoát, không vướng bận chút gì cả, mọi việc đều là không. Trong không thấy thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Khi đã đạt được cảnh giới này, quý vị sẽ thấy không có gì hết thấy. Tại sao chúng ta không được thanh thản? Vì bên trong chúng ta vẫn còn chấp vào thân mình. Nếu có ai nói lời nào đồng chạm đến mình, quý vị nổi phiền não lên ngay. Bất kỳ khi nào, hễ có ai xúc phạm mình một chút, là mình không thể nào nguôi ngoai cơn giận được. Thế nên chúng ta không có được sự thanh thản. Và họ thấy chẳng còn ngăn ngại, vì thân tâm họ đã thoát lạc, không còn thấy vướng bận nữa. Họ không còn bị chướng ngại bởi thân tâm họ nữa. Trong không thấy thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Vậy nên chẳng chướng ngại. Tại sao chúng ta bị chướng ngại? Một cô đệ tử của tôi luôn luôn xin phép được viết thư cho bạn trai, rồi bận rộn đi gửi thư cho anh ta. Đó là chướng ngại. Sao cô ta lại bị như vậy? Vì thân tâm cô chẳng được thanh thản, cô bị chướng ngại nên cô chẳng thể buông bỏ được. Nếu quý vị không bị chướng ngại, có ích gì khi cứ vướng bận đến anh ta? Cô nghĩ đến anh ta suốt ngày, cho đến khi tóc bạc mắt mờ và trở nên già cỗi, chẳng có ích gì cả. Đến bây giờ, tôi thấy mình không còn bị chướng ngại gì hết. Thời gian qua, khi tôi xây chùa ở Hồng Kông, tóc tôi nhuốm bạc, bây giờ đã đen lại rồi, vì tôi chẳng còn vướng bận gì nữa cả. Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị, giảng kinh đơn giản chỉ là giảng kinh. Khi xong việc, tôi chẳng lưu lại chút ý nghĩa đặc biệt gì. Tôi không dính mắc vào việc ấy. Nếu có việc gì sinh khởi, tôi tìm cách giải quyết ngay lúc ấy. Và khi đã giải quyết xong rồi thì không còn bận tâm đến nó nữa. Tôi quên việc ấy rồi, không còn để ý nữa một cách rất tự nhiên. Sao vậy? Vì nếu quý vị xem mọi việc đều quan trọng thì quý vị không thể nào buông bỏ nó được. Nếu quý vị xem mọi việc đều vô sự, đều bình thường thì chẳng có chuyện gì rắc rối xảy ra cả. Nếu núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt, cũng xin đừng ngạc nhiên. Có nghĩa là bất luận tai họa lớn lao nào có xảy ra, dù nhà quý vị sụp đổ, cũng mặc chúng. Nếu quý vị chẳng bận tâm đến nó, thì dù nó có sập, nó sẽ chẳng làm hại đến quý vị. Vì sao quý vị bị sự việc làm hại đến mình? Vì quý vị không buông bỏ được chúng,
quý vị bị vướng bận bởi chúng. Quý vị sợ hãi nên quý vị bị hại. Nếu quý vị chẳng sợ hãi điều gì, nếu quý vị có được sự tỉnh táo, thì dù có ở đâu cũng chẳng hề hấn gì. Trong đại chúng, mọi người đều tự nhận ra, mọi người đều hiểu ra. Tôi không rõ đại chúng hiện tiền trong pháp hội này có nhận ra không. Tâm mình trùm khắp mười phương, tâm họ bao trùm khắp cả thế giới trong khắp mười phương, thấy mười phương hư không. Quý vị có thấy được hư không trong mười phương chưa? Nó như thế nào? Hư không trong mười phương chắc hẳn là không lớn lắm. Vậy nó lớn bằng chừng nào? Người ta có thể xem thấy hư không như xem một lá cây hay vật trong bàn tay. Thấy hư không giống như nhìn thấy lòng tay. Lá ở đây có thể hiểu là một trang kinh Phật, nhưng không nhất thiết phải hiểu như vậy. Có thể đó là lá cây, cành hoa hoặc bất cứ thứ lá gì cũng được. Đó chỉ là ví dụ. Còn vật trong kinh nói đến là chỉ cho trái Amala, vốn chỉ có ở Ấn Độ chứ Trung Hoa không có. Nói chung, đại chúng trong pháp hội lúc đó đã thức tỉnh. Trong tâm họ hoàn toàn cảm nhận ra rằng hư không bao trùm khắp mười phương. Nó không rời khỏi một niệm tưởng. Thế nên tâm pháp rất chi diệu. Tận cùng hư không, suốt khắp pháp giới, chẳng có nơi nào mà tâm không đến được. Nếu tâm quá lớn, thì lớn được biến thành nhỏ lại. Nên quý vị có thể thấy được hư không trong mười phương rõ ràng như thấy vật trong bàn tay. Tại sao có được điều này? Tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ. Vì lúc ấy, mọi thành viên trong pháp hội đã có được thiền nhãn thông. Tất cả đều đã có được huệ nhãn. Do vậy, họ thấy được cảnh giới này. Họ có thể nhận ra rằng vạn pháp chỉ là tâm, và tâm bao hàm vạn pháp. Tâm bao dung cả cái chân thật và hư giả. Cái gì chứa đựng cả chân thật và hư vọng? Chính là chân tâm chúng ta. Chân tâm chúng ta bao hàm cả cái chân thật và hư vọng, và không có xứ sở. Nó ở cùng khắp hư không và bao trùm cả pháp giới. Thế thì nó ở đâu? Nó chẳng ở đó, mà cũng chẳng phải không có ở đó. Vậy nên tâm bao hàm trong vạn pháp, vạn pháp chỉ là tâm. Các pháp sinh khởi từ tâm, các pháp hoại diệt do tâm. Khi tâm sinh khởi thì các pháp khởi, khi tâm biến diệt thì các pháp biến diệt. Như vậy, chân tâm chẳng sinh chẳng diệt, và các pháp cũng chẳng sinh chẳng diệt. Thế nên quý vị thấy mọi người trong pháp hội đều trở nên giác ngộ. Nếu chúng ta không giác ngộ, nghe kinh đến đoạn này, lẽ nào chúng ta không xấu hổ? Tôi không nói đùa với quý vị. Ai cũng phải thấy mình giác ngộ ngay bây giờ. Ai không thấy mình giác ngộ sẽ bị đánh. Tôi sẽ sách tấn để cho quý vị đạt được điều này. Ha ha ha, 问什么的说